cái vụ mà ông nhớ cái vụ mà bữa mà ông kêu tôi là cái gì mà đốt 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 cái gì cái cho nhang á, À, công dụng của cho nhang hả? à, có chung gỗ cho nhang mà tôi không dám đổ, tôi để trong kia mà bữa nay làm cái gì ông chỉ tôi cái đó Trời trời, cái công dụng của tro nhang rất là hay, mọi người đừng nên bỏ phí công dụng tro nhang. Cái công dụng của tro nhang nó giúp tẩy những cái chất ố vết dơ trên son nồi rất là hay. để nguyên một chén trong kìa. Đây này, này là thử cho anh coi, hơi bị luôn. Anh giờ anh kiếm cái nồi nào mà dơ nhất, đen nhất của anh, khó chịu nhất của anh, lôi ra Cái này là tẩy không ra nha, đây. Em quất là ra hết. thề đi Thề luôn. thề nếu mà không ra thì thêm chầu nữa đi, thế chầu gì cũng được hết á. tôi vô Đây coi. đây là ngày hôm nay tôi sẽ cho các bạn biết rõ cái công dụng thực sự của của nhang mũi rất là hay, mọi người đừng nên bỏ phí gì hết. Anh đổ này ra cho một cái chén cho em. Chén đúng không? Vô lý vậy ta. Đồ đó để. À, cái công dụng này thì mọi người cái hay bỏ nhang mũi, tưởng nhang mũi nó là không tác dụng nhưng sự nó rất là tác dụng. Rồi anh còn rồi. Ủa, đây là cái nồi mà dơ nhất của anh mà anh chỉ không ra đấy hả? Là cái đúng nồi rồi, này đúng hả? rồi đúng rồi đúng rồi rồi nó rồi. Kiểu nó ố rồi, biết không? Ố nó có màu vàng ha. Rồi ok, em sẽ chỉ được cái này bây giờ nha. Ok bây giờ nha, anh xối nước lớp nhẹ để cho nó ướt như bình thường đi. Dạ rồi em cái này rồi ok. Mọi người xem video của tôi là không bỏ một thứ gì hết. Rồi anh cái này đúng rồi, ướt luôn rồi. Nhăn mũi vậy thôi chứ nó rất là ghê gớm nha, không phải dần vừa đâu nha. Em sẽ chà bay hết cái đám này như mới cho anh lên là ok đúng không? Cái này khó chà lắm á. Chà nhẹ nhàng không cần chầm anh đâu. Rồi anh rồi anh rải một ít này lên đây. Rồi ít đây, hơi nóng đó nha. Rồi ok. Rồi anh chà đi. Chà đúng không? Ừ. Để đây là chà gì? Ừ. Chà nhẹ nhàng, hơi nhàng lắm. Nhẹ nhàng đúng không? Không cần mạnh đâu. Đó rất nhẹ nhàng phải không? Ừ. Đó, anh chỉ chà nhẹ nhàng lên thôi. Đó đủ. Ủa mà sao vậy? Mất rồi kìa đó, nó mất luôn rồi đó. Ê mà nó có cái chất gì vậy? Trời, nhẹ nhàng, tình cảm. Nhẹ nhàng và tình cảm nó không cần nhiều, nhẹ nhàng và tình cảm thôi mọi người. Mọi người chà nhẹ nhàng thôi là lên. À, ở trong cho của cái nhang mũi nó có một hợp chất rất là hay giúp cho tẩy sáng mấy cái son nồi mà inox rất là hay nha mọi người đừng nên bỏ thứ gì đó. Bây giờ nó quay thành một y một cái nồi mới của anh luôn kìa, sạch bóng luôn kìa anh đồ mà không cần phải gọi là xà bông xà biết gì luôn nè, trời ơi là trời, trời ơi đơn giản, trời ơi là trời, không nội không ngoại vô cho nên thề luôn 100% mọi người không ai biết rõ về cái công dụng của cho nhang mũi. Thì nếu mà riêng em là nhân mũi em tận dụng hết, em không bỏ phí một thứ gì luôn. Này trà hết không? Trà đi. Trà đủ cái này nè. Hả? Trà hết đó hả? Trà hết. Cái này là cái cháy bám rồi. Cháy bám. Nó đủ cái nè, sáng bóng luôn nè. Đó, sáng bóng luôn đó. Mà sao kỳ anh? Đây mình mà ăn rồi mình trà đây nó có độc hại không á? Anh làm anh rửa lại nước chứ anh có để vậy anh nấu đâu mà. Ra đâu nội cứ ra nè. Đó. Ê, nhưng mà nó có cái chất tẩy gì mà nó sạch dữ ta. Đó, đây là một cái mẹo đó, cho nên người ta mới cho đây là một cái mẹo mà ít ai biết. Cái mẹo này tru ca nó sạch nè. Thấy chưa mọi người không? Nó sạch bóng như mới luôn mà cái đít chảo nó sạch bóng như mới luôn, thấy chưa? Đó, à, ok. Mà. Ê mà không cần phải bóng biết luôn nha. Đó, không cần. Đó, vậy anh thử xô lại cho mọi người xem à. Tru ca. Đó, thấy chưa? Ôi, sạch bóng luôn. Ê, vậy là những cái nhang mũi là mình nên tận dụng y như mình cách mình đã đốt, nó đã có công dụng rồi. Rồi. Cách đốt nhang mũi rồi. Rồi. Còn cách mà sử dụng cái cho nhang mũi nữa. Đúng. Đồ tính đó, ra không có bỏ gì luôn á. Không bỏ một thứ gì hết luôn. Đó, mấy chị em ở đây đây, đây. Đây 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 là thêm một cái mẹo hay cho chị em, là một cái mẹo bếp nữa nha, rất là hay, mọi người lưu lại tôi đảm bảo là 100%. Ok. Như mới. Như mới nhẹ nhàng. Mọi người chạy nhẹ thôi không cần chầm ảnh đâu. Đủ hay thiệt, công nhận luôn. Ok. Đây, okay, đơn giản okay. Thôi nha. Ok, đây là cách của tôi nha.